Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình là Nguyễn Lên. Từ giờ nói chung là hiện tại anh em mình đang thêm sơn ở nhà anh Quốc. Thì ở trên bàn thì không có hết, anh Quốc mới đi mua trà gì mình để mà nấu nước cho mấy anh em mình dùng. Nói chung là tự nhiên anh Quốc đi là mình lại nghĩ ra một bàn trôi muốn trôi ở nhà của anh Quốc anh em. Hiện tại là mình đang ở nhà của anh Quốc nha. Tại mình chỉ quay không phải nhà anh Quốc cho các anh em thấy. Đây, đây là nhà của anh Quốc. Nói chung anh em biết gì không? Hiện tại là mình mới nghĩ ra một màn trôi rất là vui luôn. Hôm nay mình sẽ trôi là làm cái màn hình cái tivi của nhà ảnh này bị nứt luôn anh em. Mình nhớ cái vụ bữa không? Nhớ hậu đợt mà làm. Lo tao bơm màn hình mới tính mày cái gì? Bây giờ mày gõ Phúc, bây giờ mày gõ mày tìm là màn hình nứt á, là ra. Ok, hậu đợt cái đó tao làm mày tao biết. Bây giờ Phúc nó sẽ gõ màn hình nứt cho anh em, mình sẽ trôi để mà xem thử cảm xúc của anh Quốc thì như thế nào. Mẹ nhặt đấy. Đâu? Lại. Đây Phúc. Cái đầu tiên này, đây. Đấy. Đấy. Ê xì, ê xì quá. Còn được mấy xì. Mấy Phúc đổ. Chuẩn lâu 15 phút kìa. 15 phút, có lên. Kêu Phúc, ý là bây giờ mày lấy cái gớ Phúc rồi bỏ sẵn vô đó nữa mà chút anh Quốc gì à. Mua tivi đồ mày nhanh lên toàn, em lượt tới rất là kêu luôn à. Rột tờ máu luôn. Mà kìa mà. Ý là bỏ sẵn cái gớ, cái chút quá là. Nào, bây giờ nha, bây giờ là chuẩn bị cứ đứng này, tao ra, để tao canh thử anh Quốc. Anh gì là bắt đầu mấy anh em mình giải bộ thực hiện ý chí như là máy nó bị hư nha. Bây giờ đó tao ra tao coi thử. Ông gì vậy? Thấy chưa, tao nói rồi mà nó mới vậy mà nói. Có cả giả thúc. Khi mẹ nó vua, nó cầm cái gì, nó trúc bơm, nó đào xuống đây. Đồ mẹ tao nói rồi cái giỡn thì đồ mẹ giỡn chứ đất mẹ đi lấy cái cục đá quen chơi chồng Phúc anh ấy rồi đồ mẹ trúng cái tivi ông bỏ tao. Đồ mẹ đi mẹ có ai giờ không cái nhéo cái tương mẹ luôn rồi tôi cũng nhẹ nó lại ra là cũng không biết là ai biết ai giờ lớn là sao quá đồ mẹ ngồi tivi này nó cũng nhí này tôi có mà mình không đi lên số tao còn gì nữa biết không. Đồ mẹ cho mấy đứa vậy biểu sao mà tháo được đi mà không được thôi để ra gì thấy quần đậu mẹ nhớ cái này bé mày nhớ cái này là mới tivi nổ rồi còn cực cười giải phúc thiết nhất là mới tao gì trùng mày lấy gì mày rớt tivi ống tao đỡ đây tao cũng chưa tao người cái đỡ gì mày bé nữa đỡ đi không giờ mày tươi như giờ sao đồ mẹ thì giỡn cho tao đỡ cho nó tay vô giờ nó lúng màn hình đi với ai. Thôi mấy cái này tao nó khỏi tao quay lại nữa mình chứng cho anh Quốc này. Đấy. Đồ mày. Từ từ dậy. Chơi một dưới. Thấy chưa? Tao nói rồi, tao giỡn thì từ giỡn. Gì vậy? Như sao? Thì em quay lại lấy quay lại lấy bằng chứng cho. Bóp vô đây hết 15 phút. Đâu anh Quốc, em lỡ mà chứ đâu anh, thằng Quý. Đây em cố lại cho anh nghe nha. Thằng Quý nó giỡn nó lấy cái móc tivi anh á, nó quay sao mà trúng ngay cái màn hình vậy? Thằng Thiết nó ní đây. Phút nó quay thiết ní. Không trúng mặt nó đâu bỏ tivi đâu. Dưới mày tao thấy đậu mày sợ đưa mày lên nhà rồi. Tụi mày biết cháy rồi đưa lên tụi mày đi đâu cũng như thế. Thiết nhà đứng xin hỏi mày. Đứng xin hỏi mày. Mày bị đâu mày tao đi đâu. Hai thằng chỉ mình tao. Tụi mày bị hôi. Bây giờ nói hả? Cho tao cái nẹo đâu vậy. Biết sao mày.
có tao có chịu tụi bay trâu giờ bay không chịu bay chí qua chí lại sao bay không phải nhà như nhà tao nói đâu mày nhà cũng nhà mà đụng mày chết đập vậy giờ lỡ tay ai thì cố ý đập quá vậy là nó giỡn đúng mèo chơi giỡn mày không biết sao vậy. Ờ vậy anh Quốc tới lỡ tay cứu mày dân. Anh Quốc nó kêu lỡ tay vậy anh tới lỡ tay cứu mày nó anh kêu xin lỗi đi sao ai làm đáy đụng mày giờ chứ sao nó kêu xin lỗi à nó kêu nó lỡ tay giờ lên cái tiền không cho nó ấm đụng mày nó mua lại tivi giờ này thôi tivi cũ mà giờ biết đâu à nó nghĩ giận là anh tivi mới là anh không thưa cứ biết nhưng mà ông về cũng biết đụng mày giờ đâu đây đủ rồi đó chị đụng mày thấy màn hình còn gì giờ em nói anh này lỡ chứ mày tự nhiên tại em nghe em nói đi giờ lỡ mà anh gì hả? Giờ ông già. Ê giờ thôi mày mày chịu đi. Không thôi lỡ ông già giờ anh kêu anh lỡ đập bỡ đi. Đi làm sao không? Tụi mày giờ mấy ông già lỡ gánh. Tụi mày giờ ông là bé anh nghĩ giận lấy anh nè. Lên gì? Dễ giờ nói câu. Tụi mày lớn nhỏ đi em đâu đi đâu đi không biết đâu. Hai thằng giờ sai đâu. Mày đi đâu mày hả? Ờ tụi ngán thiệt luôn á. Lên 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 lên. Lên coi tụi mày tivi có sao không? Chớ đi xuống. Đi tối ngày mà có tivi đồ nào á tụi mày chống giờ đồ mày biết chống. À bây giờ em lên em quay đó 1 phút có tháo thì quay xuống nó đi sửa cho anh nha. Tháo thì mẹ chú quay luôn mày. Tao tao tháo thì quay xuống nhà không mày. Đồ mày thấy chưa nó rầu à. Chú mày lách nhẹ nhẹ coi nó gãy. Thấy chưa? Đồ mày. Ấy là hầu vậy. Hầu giờ tivi của anh Quốc có bị bớ lần nào không? Mà sao mà trúng cái sao đồ mày thương mà còn riêng mình sao mày? Sao mà rút nó rớt cái mốt đâu có nhị sỉnh mà nó bớ cái nút. Em sợ mày nó hơn tỉa rồi, hơn trước khi em tụi em sợ. Mày nói cũng trốn mà. Em nói thiệt, tự nhiên em quay lúc đó mày là mày tôi, em quay lên. Tự nhiên mặt mày lên, em tôi vậy, nó rèn 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 rèn. Sao thằng này đậu mày nó nói dừng cho dừng đúng. Chứ mày phải nói hơn trước không? Anh hỏi thử đi. Tôi sao mày? Mày điên sao? Tivi rồi tivi hư trước mày mày điên sao vậy? Mày tiền biết được tiền nó. Ờ thấy chưa? Đồ mẹ tính anh chỉ đạp anh có hai chiếc à? Quay. Thì quay chỉ đạp chứ có đâu? Ờ đó anh tách. Mẹ. Anh em đang buồn, cứ đợi quay về thì mẹ tiền. Giờ giấy được không? Giờ giấy gì? Đồ mày đi đi tivi xuống chửi chứ đồ mày mệt tôi nha. Tôi nói đâu vậy? Tôi báo mà. Tôi báo mà. Ủa mày. Anh em mà đi báo công an. Đồ mày vô nhà thằng bé mà không báo. Thằng quần ở đeo vậy mày, đụng mày cứ chớn đi, chớn chớn mày. Giỡn cái đâu, đi sao mày. Đem buồn tao. Ý là tao giờ cái tivi nó lỡ nó bớ tao, coi như anh em lâu nay mà lẽ cái bớ tivi không anh mất tụi em. Bớ tivi rồi đền lại. Không dẫn cái này, giờ lỡ là em nói rồi. À anh em mất đền. Em cũng có lỗi rồi, giờ lỡ bị bớ rồi, anh kêu là anh đập bớ đây mẹ mẹ anh nghỉ giờ đây anh. Ờ. Sao không chết mày cao lên cậu, mày đớ lên cậu mẹ nó gánh mày. Anh em mà có khúc cùng. Ủa mày Dân bắt mày bắt lại cậu ấy. Coi gì dám quá. Đụng mày tôi bị cứ quay luôn mày. Anh kia anh quay lại. Mày đụng mày chỗ tôi đang đi nó đụng mày tôi đập nó quay luôn rồi đừng nói sao. Bữa giờ đụng mày tôi hầm. Ấy anh quay lại thứ cái tivi có gì không? Anh coi kìa. Mày trao sao biểu cái đó vậy? Tivi anh trao nó hư chứ đâu phải tụi em phé đâu mà. Vậy sao vậy? Cái đồ quẹt cái tivi có bớ đâu. Cho vậy, tận hôm nãy anh nói cho tụi em như vậy, tụi em đang mớ cái đang mớ cái. Cái bộ chỗ nào anh coi thứ có bị gì không? Không có sao anh chú tụi em dữ vậy? Biết thằng này thấy bớ mà. Cái đồ bớ đâu bớ. Tụi em bấm lại có lại. Bấm lại màn hình bớ ấy. Bấm lại màn hình bớ cho anh coi mày. Ờ, có tao. Ủa sao làm hay thế ta? Sao hay? Hay với chồng anh chứ không sao anh chứng cái món được. Đụng má, mệt mối. Tôi quay ngục đá anh thôi. Tôi quay ngục đá, mày nói giải đồng. Quay ngục đá này. 1, 2, 3. Quay ngục lên. Ở thằng quần cậu mày chánh lại chứ chánh gì hơn nữa đâu. Thấy chưa, cái thằng quay. Mấy mày bị chạm. Đi dưới mày. Mấy bị chạm, đồ mày. Đủ lâu lâu anh em. Anh em vô lâu thêm xung chập ống chút à. Ui tôi ghét nhất cái tập đồng mày lên nhẹ. Tôi biết mấy cái nó cũng mệt. Đây đứng chậm lên. Ờ. Đi giờ đây. Đi giờ. Em chứng lại cái mấy người cũng mất rồi. Giờ giờ. Ờ giờ giờ. Cái thằng quần này sao cái mấy anh hơn. Đi em về đi. Đi lại đi. Đây giờ.
Ừ dạ, anh quý hơn mấy thằng anh em mà nghĩ cái mấy cái chút xíu mà nó chữ vậy. Dạ. Ờ. Thôi chứ anh xíu mà nó chữ rồi. Nghĩ mà tức chưa nóng. Đi dạ. 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 Anh mở phim mình làm đi đâu? Mở mặt quá mặt ta anh coi thử phải ăn. Quán luôn. Ý lên tiêm chung mà làm gì chứ chứ ông nậu. Trụt phép rồi. Đâu? Dạ. Thầy đã thầy biết anh nậu tiêm chung đủ. Nó chung em đúng một lại là đủ anh làm em. Thầy đã đủ em đạt tiêm em luôn. Trời ơi, đủ anh biết coi đủ 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 cái mốt kia ông nào cái mốt đây cái mốt sau lưng ông đây đấy giờ tao đem nãy giờ chứ là cũng mới nãy giờ mới niệm mình nãy giờ mới niệm vô giỡn chút bọn đuổi ra khỏi nhà luôn không? Ai mở luôn luôn. Lắm chắc anh em từ đây luôn quá. Cái đồ ấy. Ấy là cái dụng gì mấy xíu à? Điền thêm chân đuổi. Đồ thêm chân vô chậm chút bọn trong đuổi. Chuyện giờ giấu chiếc jeep ông ừ. Lỡ tôi mang về luôn. Ờ, tôi giấu chiếc jeep ông. Mang về luôn, đưa tới tôi mang về luôn cho đâu. Để giấu chiếc ông với em chứ. Đâu rồi. Cỡ có đâu. Ủa mình làm đúng kìa. Đâu giờ giờ. Rồi rồi. Thôi bye bye tất cả các em nha. Chai dữ vậy. Trời ơi. Giờ tim đậu mém mà tôi muốn bè luôn. À đậu ăn muốn dữ vậy. Còn dạ anh em mà cứ nói đi anh đậu muốn thì muốn. Đậu bây giờ. Không. Đậu giờ lấy chiếc ở kia nha. Rồi anh em nha, nói chung là nếu thấy video này vui thú vị thì để lại một like, một đăng ký cho anh em thôi mấy anh em mình chia cho quốc đúng không?